Kính thưa các cụ cao niên, các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, chương trình lễ hội truyền thống tưởng niệm ngày hóa Đức Thánh Linh Lang Đại Vương năm 2024 diễn ra trong hai ngày 18 và ngày 19, tức ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 2 năm Giáp Thìn. Hôm nay, ngày 18 tháng 3 năm 2024, tức ngày mùng 9 tháng 2 năm Giáp Thìn, tại di tích quốc gia đặc biệt Đền Voi Phục, quận Ba Đình, sau khi thực hiện trang trọng lễ cáo thỉnh, lễ cúng, lễ tế và dâng hương Đức Thánh, sẽ tổ chức chương trình hát thờ. Theo tương truyền, hát thờ là lối hát theo nghi lễ truyền thống rất có ý nghĩa trong đời sống tâm linh, tín ngưỡng của dân tộc Việt. Dùng ý văn, lời nhạc ca ngợi công ơn các bậc tiền nhân, những người đã có công với nước. Tục lễ hát thờ được nhân dân làm thủ lệ Ngọc Khánh tổ chức vào dịp lễ hội tưởng niệm ngày hóa Đức Thánh Linh Lang Đại Vương. Cũng bởi nhiều lý do khách quan và chủ quan nên tập tục này đã bị gián đoạn trong một thời gian dài. Lễ hội năm nay, ban tổ chức khôi phục lại chương trình hát thờ qua các tiết mục biểu diễn của câu lạc bộ ca trù Trúc Mai, quận Ba Đình. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các tiết mục. Tiết mục thứ nhất, hát nói ca ngợi tôn vinh Đức Thánh Linh Lang Đại Vương qua sự thể hiện của nghệ nhân ưu tú Vân Mai. Tiết mục thứ hai, hát chống dương tranh qua sự thể hiện của ca nương Minh Hồng. Tiết mục thứ ba, múa hát dồn đại thạch qua sự thể hiện của nghệ nhân ưu tú Vân Mai cùng tập thể câu lạc bộ. Tiết mục thứ tư, hát gặp xuân qua sự thể hiện của nghệ nhân ưu tú Vân Mai. Tiết mục thứ năm, hát nói Tây Hồ Hoài Cổ qua sự thể hiện của ca nương Trinh Tật Trinh Trần. Để chương trình thành công tốt đẹp, ban tổ chức đề nghị quý vị đại biểu cùng nhân dân ổn định vị trí trong suốt quá trình biểu diễn, tắt hoặc để chuông điện thoại theo chế độ yên lặng. Hai tiết mục cuối cùng của chương trình là hát nói chén rượu trăng thu biểu diễn ca nương Bạch Yến và hát búa bài bông biểu diễn nghệ nhân ưu tú Vân Mai cùng tập thể câu lạc bộ. Sau đây, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời câu lạc bộ Trúc Mai sẽ tiến hành nội dung chương trình hát thờ. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
Hát nói ca ngợi tôn vinh đức thánh Linh Lan
Giáo lý nhân Tú Vân Mai đã trân trọng dâng lên Đức Thánh cũng như gửi tới toàn thể quý vị. Và để nối tiếp chương trình thì Can Đơn Minh Hằng xin trân trọng kính mời quý vị và cũng dâng kính dâng lên Đức Thánh bài hát Tiếng Dương Tranh. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Chương trình sẽ kính dâng lên Đức Phật Bảo cũng gửi đến toàn thể quý vị. Xin quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Chương trình hát thờ của chúng ta ngày hôm nay, một lần nữa ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn câu lạc bộ ca trù Trúc Mai quận Ba Đình đã mang đến những tiết mục hết sức có ý nghĩa trong khuôn khổ lễ hội truyền thống của đền Voi Phục, và xin một lần nữa trân trọng cảm ơn sự hiện diện, sự có mặt của các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các cụ cao niên cùng toàn thể nhân dân đã đến tham gia chương trình, và trân trọng kính mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân. Chúng ta đúng 7:45 sáng mai sẽ có mặt để tham dự lễ hội di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng lần nữa cảm ơn các nghệ sĩ và trân trọng cảm ơn các quý vị.